Thưa quý vị, xác định người lao động luôn là tài sản quý, nên cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải đặc biệt chú trọng đến yếu tố đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đây chính là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững hơn. Ghi nhận tại công ty cổ phần dược Danafa, một trong hai doanh nghiệp điển hình của Đà Nẵng trong thực hiện an toàn vệ sinh lao động. Với gần 400 lao động, những năm qua, tại công ty cổ phần dược Danafa chưa có một sự cố đáng tiếc nào nghiêm trọng về tai nạn lao động. Toàn bộ khuôn viên của doanh nghiệp này được phủ một màu xanh khá đẹp và thân thiện. Hệ thống chữa cháy được đầu tư bài bản hiện đại. Đơn vị đã thành lập hội đồng an toàn vệ sinh lao động có 7 thành viên, mạng lưới an toàn vệ sinh viên có 18 người và có cán bộ chuyên trách an toàn vệ sinh viên. Hàng năm, công ty đều xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ khá chi tiết. Hàng tháng, hội đồng an toàn vệ sinh lao động đều họp và giám sát việc thực hiện. Đây chính là cơ sở để công ty triển khai hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động. Với công ty thì cái bộ máy an toàn vệ sinh lao động này thì gồm cái thứ nhất là cái cán bộ lãnh đạo về an toàn vệ sinh lao động. Tiếp nữa là có công ty cũng tổ chức được cái cán bộ chuyên trách về vệ sinh an toàn lao động cũng như là về y tế tại công ty. Và dưới đó nữa thì có các cái tổ an toàn vệ sinh lao động, thì có tổ trưởng và các cái thành viên của tổ. Các cái vị trí công việc thì đều được mô tả và phân công nhiệm vụ một cách rất là rõ ràng. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người lao động, doanh nghiệp sẵn sàng dành nguồn kinh phí đáng kể cho công tác này. Đơn cử, năm 2021, công ty đã đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng để mua sắm và bồi dưỡng nâng cấp các thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động. Các quy trình an toàn được hình ảnh hóa và đặt tại nơi làm việc để người lao động dễ dàng thực hiện. Đó là sự khác biệt mà doanh nghiệp đã thực hiện so với trước đây. Doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị theo hướng ngày càng hiện đại và tự động hóa để tăng năng suất và giảm được cường độ lao động cho công dân, xây dựng nhà xưởng khang trang để người lao động làm việc trong môi trường thông thoáng. Hàng năm công tác huấn luyện luôn được chú trọng. Tháng 4 vừa qua thì công ty đã tổ chức huấn luyện cho 290 cán bộ nhân viên, được chia thành 6 nhóm và sau huấn luyện được cấp thẻ an toàn lao động cho nhóm đối tượng làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó thì hàng năm công ty cũng phối hợp với công an phòng cháy chữa cháy của quận Thanh Khê và công an thành phố Đà Nẵng để tổ chức diễn tập cho phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Và nhiều năm liền công ty không có để xảy ra trường hợp tai nạn lao động nào. Công ty luôn thực hiện tốt cái việc tuyên truyền, vận động như là huấn luyện cái công tác vệ sinh an toàn lao động đến toàn thể người lao động trong công ty. Và một vấn đề nữa là cái công ty luôn thực hiện đầy đủ cái việc kiểm tra, bảo dưỡng, duy tu kỹ thuật định kỳ cho các cái thiết bị sản xuất, như là kiểm định các cái thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, quản lý sử dụng tốt và hiệu quả để không gây mất an toàn trong quá trình làm việc và vận hành thiết bị tại công ty. Liên tục trong các năm 2016, 2018, 2019, công ty cổ phần dược Danafa được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Cục An toàn Lao động vì có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Năm 2020, được nhận bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và vừa được vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Đơn vị cũng vừa được trao chứng nhận top 100 thương hiệu tiêu biểu phát triển bền vững năm 2021, chứng nhận top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2021, chứng nhận doanh nghiệp bền vững năm 2021.